Anh cơm đi, nghe lên. Sao quay xanh lè vậy? Lúc nãy bọn em đứng gần cửa sổ, nhìn thấy tên quỷ Nhật Hướng Sơn đặt giả. Giờ hắn lên đây. Hả? Tên. Xin chào mọi người. Tình, hôm nay tôi tới là vì có một tin tốt và một tin xấu muốn nói cho cô biết. Tin xấu đó chính là tôi đã từ bỏ cơ hội được thăng chức. Còn tin tốt chính là cấp trên đã đồng ý đơn xin cho tôi được điều về Quảng Châu này. Tôi làm như vậy cũng đều là vì cô. Tình, anh hai cô đã qua đời, cô còn người thân nào khác không? Vị trưởng bối đây. Tôi dạ. Chị có thể giúp tôi một chuyện, giúp tôi làm người làm chứng. Làm chứng? Giúp tôi và Tình chủ trì hôn lễ. Chủ trì hôn lễ. Đúng vậy. Theo tập tục của người Nhật Bổn chúng tôi, trước tiên là chúng tôi sẽ tới nhà gái cử hành một nghi thức, sau đó sẽ đón tân nương về phía nhà trai chúng tôi. Lát nữa anh tôi cũng sẽ tới đây dự, bởi vì bây giờ anh đang phải tham dự một hội nghị quân sự rất quan trọng. Anh của tôi chính là đại tá Hướng Sơn Thiết Giả. Đạt Gia tiên sinh à, xin lỗi ông, tôi nghĩ là ông đã hiểu lầm rồi. Trước đây tôi không có nghĩ sẽ đám cưới ông. Tình, tuy là ngoài miệng cô không nói sẽ kết hôn với tôi, nhưng mà hành động của cô đã nói cho tôi biết là cô đồng ý lấy tôi rồi. Tôi không hiểu ông muốn nói chuyện gì. Tình, theo tục lệ của dân tộc Đại Hòa chúng tôi, nếu như một người đàn ông dám vì một người con gái từ bỏ tiền đồ của mình, từ bỏ sự nghiệp của mình, cũng tức là muốn nói cho người con gái đó biết anh ta đồng ý lấy cổ làm vợ. Đặng Giải Thiên sinh, xin lỗi ông, tôi đã làm lỡ tiền đồ của ông, nhưng mà trước sau chuyện này đều là cách nghĩ của riêng ông mà thôi. Vậy còn cô? Theo như tục lệ của dân tộc Đại Hòa chúng tôi, nếu như một người con gái tình nguyện ở trước mặt một người đàn ông cởi áo khỏa thân, cũng tức là nói cho người đàn ông đó biết cổ đồng ý lấy anh ta. Tôi không hiểu ông nói gì. Ngày 8 tháng 7, nhà trọ Bình An. Lúc đó cô yêu cầu tôi xin bộ tư lệnh thả một người tên Dương Dương ra. Lúc đó cô ở trước mặt tôi cởi hết quần áo đang mặc trên người, không một mảnh vải che thân. Cô còn nằm ở trên giường đợi tôi. Có đúng là có chuyện đó hay không? Tôi đã đồng ý tất cả yêu cầu của cô, nhưng tôi không làm bất cứ chuyện gì với cô. Có đúng là có chuyện như vậy không? Đặng Giả tiên sinh, tôi biết trước đây ông là một quân tử rất tôn trọng phụ nữ. Tôi hy vọng lần này ông cũng sẽ như vậy. Tình, cô tưởng là trên thế gian này bất cứ một người đàn ông nào đứng trước một cô gái xinh đẹp khỏa thân cũng không động lòng sao? Nguyên nhân là bởi vì tôi coi cô như nữ thần trong lòng của mình mà tôn trọng như vậy. Lúc ngồi tàu tới Hương Cảng ra tới giữa biển, tôi liên tục quay đầu nhìn về bờ, bởi vì tôi muốn nhìn thấy cô đưa tiễn tôi. Cô tưởng người Nhật Bổn chúng tôi trên lãnh thổ người Trung Quốc các cô muốn có được người đàn bà phải khó đến vậy sao? Tôi chỉ cần dùng súng chỉ cho người già của họ, kêu họ cởi áo là cởi áo. Tôi đã từng tham chiến ở Đông Bắc, lúc tôi xông vào nhà của một gia đình nọ,
Tôi không cần nói bất cứ một lời nào. Hai chị em họ liền tự động cởi áo. Tôi tôn trọng cô như vậy, tôi cuối cùng tôi có được thứ gì hả? Tôi giúp cô tha bổng tất cả người nhà của cô. Tôi chỉ muốn cô cùng tôi đi coi một bộ phim thôi. Cô nói không có tâm trạng. Cô luôn miệng khẳng định sẽ tới tiễn tôi, nhưng cuối cùng cô không hề tới. Trong lòng tôi luôn coi cô là một nữ thần. Cô coi tôi là gì hả? Lý nào lại gì hả? Lập tức mặc áo truyền thống, đợi anh tôi tới đây cử hành hôn lễ, sau đó theo chúng tôi về nhà. Nếu không tôi sẽ bắn chết hết bọn họ. Đừng mà. Tinh, được, tôi hứa với ông, tôi sẽ mặc áo truyền thống này thành thật với ông. Nhưng ông phải hứa với tôi, ông không được làm hại bất cứ người nào ở nơi này. Được. Được. Tinh, đừng mà, Tinh, đừng. Dù như anh nhớ là đừng phản kháng đó. Anh có thể chăm sóc mọi người không? Lát nữa em ra liền. Tại sao không mặc áo truyền thống? Bọn quỷ Nhật. Nè, đừng là bậy. Bỏ xuống đi. Đừng là bậy. Bỏ xuống xuống. Ông không bỏ xuống xuống, tôi kéo chú an toàn ra, chúng ta cùng nhau chết chung. Đừng là bậy. Đừng là bậy. Các người không bỏ chứ gì? Đây là lò lựu đạn do Mỹ chế tạo. Tôi buông tay ra, 6 giây sau nó sẽ phát nổ. Nhét chốt an toàn giữ mối nhìn cây. Nếu không tôi bắn chết cô, bắn chết bọn họ đó. Bắn ngay đi. Ông bắn chết tôi đi. Ông một phát bắn chết tôi đi. Tự nhiên tôi sẽ buông tay ra, tới lúc đó tất cả cùng chết chung. Tình tình, buông tay đi. Cùng lắm cùng nhau chết chung. Phải, tôi không sợ chết. Tình tình, chúng ta cùng nhau chết chung. Buông tay. Hương Sơn Đạt Giả, ông chết đi. 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 Ch